Chào các em học sinh lớp 12. Hôm nay thầy cùng các em tìm hiểu bài giảng tiếp theo. Bài số 5: Sắc, caro và manto. Một la mã cấu tạo phân tử. Sắc caro có công thức phân tử là C12 H22O11. Cấu tạo từ một đơn vị alpha gluco và một đơn vị beta fructose. Qua liên kết alpha 12 glycoside. Nhớ là qua liên kết 12 glycoside đây này. Chỗ này chính là liên kết 12 glycoside này, thấy không? 12 glycoside. Manto có công thức phân tử là C12H22O11. Tức là công thức phân tử của manto nó cũng giống như là công thức phân tử của sắc. Nó được cấu tạo từ hai đơn vị, lưu ý là hai đơn vị glucose, gluco á. Được cấu tạo từ hai đơn vị gluco qua liên kết 14 glycoside. Đây này. Chỗ này liên kết 14 glycoside. Chỗ này cũng là liên kết 14 glycoside, thấy chưa? Và đây là dạng mạch vòng của manto. Còn đây là dạng mạch vòng dạng mở mở vòng, lưu ý là dạng mở vòng của manto. Còn đây là dạng mạch vòng của manto này, thấy mở vòng chưa? Thấy mở vòng này. Hay là mã là tính chất hóa học của sắc cro. Một nhỏ là tính chất của poly alcohol này. Phân tử sắc cro có nhiều nhóm hydroxy, có nghĩa là nhóm OH á, kề nhau. Hydroxy kề nhau có nghĩa là nhóm OH kề nhau. Nên dung dịch chất này có thể hòa tan được COOH hai lần trong môi trường kiềm. Môi trường kiềm là môi trường OH trừ, tạo dung dịch có màu xanh lam nha. Dung dịch màu xanh lam này. Đây, phần đây C12H22O11 tác dụng với COOH hai lần trong môi trường kiềm, tạo ra là C12H21, mắc đi 1H nha, mắc 1H, trừ đi 1H này là còn 21. C12H21O11 tất cả hai lần CO, nghĩa là góc này có trị 1 này, góc C12H21O11 có trị 1, còn CO có trị 2 á, và cộng cho nước, tác dụng với nước tạo ra nước. Căn bản này nhớ là cái tỷ lệ này, cái tỷ lệ là cái mol sacro này nó bằng hai lần gì, bằng hai lần mol COOH hai lần, hay nói khác là mol COOH hai lần là bằng một nửa của ai, sacro nhớ chỗ này nha. Hai nhỏ là phản ứng thủy phân, sacro bị thủy phân trong môi trường axit hoặc dưới tác dụng của enzyme. Trong môi trường axit là nghĩa là H cộng, hoặc trong môi trường axit hoặc tác dụng của enzyme tạo thành gluco và fructo. Nhớ nha. Thủy phân tạo ra gluco và fructo, cụ thể là alpha gluco và beta fructo. Đây là phương trình hóa học này. C12H22O11 thủy phân trong nước với xúc tác là H cộng hoặc là enzyme thì nó tạo ra là gluco và fructo. Hai cái này cùng công thức phân tử là C6H12O6, nhớ nha. Cùng công thức phân tử, đồng phân của nhau á.
Trạng thái tiếp theo là Ba La Mã, trạng thái tự nhiên và ứng dụng. Mộc nhỏ là Saccaro, đối với Saccaro thì Saccaro á là chất rán, nha, có vị ngọt, dễ tan trong nước, nhớ nha. Saccaro là đường mình ăn á, đường ăn á, đường mía đó, thì nó là chất rán, có vị ngọt, dễ tan trong nước. Và thứ hai á là saccharo được tổng hợp trong thực vật từ gluco, nó được tổng hợp trong thực vật này từ gluco và fructose. Saccharo có trong nhiều loài thực vật, nhớ là saccharo có trong nhiều loài thực vật. Saccharo có trong nhiều loài thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, nhiều nhất là trong cây mía nha, củ cải đường này, cây mía, củ cải đường, chủ yếu là cây mía, người ta gọi là đường mía đó, saccharo hay gọi là đường mía, và hoa thốt nốt. Hoa thốt nốt cái này có nhiều ở miền Tây này. Và thứ ba đó là saccharo được sử dụng như một chất làm ngọt, nó được sử dụng như là một chất làm ngọt phổ biến trong sản xuất thực phẩm, có nghĩa là trong sản xuất ví dụ như là nước ngọt này, hay là các loại nước giải khát, rồi là trong bánh kẹo vân vân, như là bánh kẹo này, nước giải khát này, và đồ uống có ga vân vân. Và thứ hai á, hai nhỏ là manto. Đối với đường manto á, thì manto thứ nhất là manto là chất rán có vị ngọt dễ tan trong nước, nó cũng giống tương tự như saccharo thôi, là chất rán có vị ngọt dễ tan trong nước. Thứ hai là manto có trong một số hạt nảy mầm, chẳng hạn như hạt đậu đó, đậu nành, đậu ve, hay là đậu đậu đen hay đậu đỏ vân vân. Manto chủ yếu được tạo ra, manto này chủ yếu này được tạo ra trong quá trình thủy phân tinh bột, chẳng hạn như mình ăn cơm á, thì nó sẽ tạo ra là ăn cơm mới tạo ra là đường manto. Mình nhai lâu là tạo ra đường manto. Ý thứ ba là manto được sử dụng làm nguyên liệu, này được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất bia, và chất tạo ngọt cho một số loại bánh kẹo. Cần nhớ, chúng ta cần nhớ này, cái độ ngọt, về độ ngọt chúng ta lưu ý này, độ ngọt thì đường manto là ngọt thấp nhất, còn đường fructo là ngọt, độ ngọt cao nhất. Vậy thì độ ngọt thì thứ tự là manto, gluco, saccharo và cuối cùng là fructo. Cái này phải nhớ nha. Fructo thì nó có trong mật ong. Manto thì nó có trong đâu biết không? Trong quá trình thủy phân tinh bột. Đó. Còn gluco thì có trong trái cây, chủ yếu là trái cây. Chẳng hạn như quả nho hay là quả khóm hay là quả xoài vân vân. Còn saccharo thì có trong chủ yếu là cây mía, nha. Ngoài ra thì có trong củ cải đường này, hoa thốt nốt của nó. Tiếp theo chúng ta đi vào các dạng bài tập. Dạng 1, lý thuyết. Câu 1, saccharo có công thức phân tử là, chúng ta lưu ý với thầy này, saccharo và manto là đồng phân của nhau nha. Saccharo này và man là đồng phân của nhau. Nhớ nha, đồng phân của nhau, bởi vì nó cùng công thức phân tử là C12H22O11. Chú ý cái này nha. Câu 1, saccharo có công thức phân tử là C12H22O11 và chọn đáp án là D nha. Câu số 2, nồng độ saccharo trong cây mía có thể đạt tới bao nhiêu phần trăm?
Thì chúng ta lưu ý cái này chúng ta phải cần nhớ nha. Nồng độ sacarô trong cây mía có thể đạt tới là 13% nha, 13%. Nhớ là 13%. Và chọn B, câu 2 chọn B. Câu 3. Câu 3 là tính chất vật lý của sacarô là, thì chúng ta đã học phần lý thuyết rồi. Thì sacarô có tính chất vật lý là chất rắn kết tinh không màu, có vị ngọt, dễ tan trong nước, đặc biệt tan nhiều trong nước nóng. Nhớ nha. Chất kết tinh lưu ý là không màu nha. Đường sacarô là không màu, có vị ngọt, dễ tan trong nước, đặc biệt là tan nhiều trong nước nóng. Chọn đáp án là A nha. Câu số 4. Sacarô tham gia phản ứng hóa học nào sau đây? A là phản ứng tráng gương là không có đâu. B phản ứng thủy phân là có. C phản ứng xà phòng là không này. D phản ứng este hóa là không. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là B, phản ứng thủy phân. Câu 5. Ứng dụng của sacarô là, thì sacarô thì người ta có ứng dụng là làm thức ăn cho người, đúng không? Làm thức ăn này. Làm thức ăn. Làm thức ăn cho người. Thứ hai đó là nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm. Và thứ ba là làm nguyên liệu để pha chế thuốc. Một số thuốc thì người ta có bỏ saccharose nha, có vị ngọt á, chính là saccharose. Làm nguyên liệu để pha chế thuốc. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án A đúng này, A đúng này. B là đúng luôn. C đúng, vậy chọn đáp án là D nha. Câu 5 chọn D. Câu 6. Thủy phân saccharose trong môi trường axit. Axit cái này ghi thật tiếng Tây tiếng Anh là gì? Đó, ACID nha, đó. Thủy phân thủy phân saccharo trong môi trường axit thu được gì đây? Cụ thể thu được là alpha gluco và beta fructose. Ở đây chúng ta ghi gọn là gluco fructose thôi. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án A nha. Thu được gluco và fructose. Rồi, tiếp theo là câu số 7. Muốn có 18 gram, muốn có 18 gram gluco thì khối lượng sacarô cần đêm thủy phân là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng là 100%. Rồi. Bây giờ chúng ta có cái phương trình hóa học là C12 này, H22O11 là chúng ta phải thủy phân sacarô á, tác dụng với nước, thủy phân trong nước này, xúc tác là H cộng hay là enzyme thì tạo ra là glucose và fructose. Hai cái này đều có công thức phân tử giống nhau nha. Ở đây người ta yêu cầu mình tính gì? Tính khối lượng sacarô đúng không? Mà cho khối lượng gluco rồi thì quá đơn giản rồi. Số mol của gluco bao nhiêu đây? Mol gluco. Rồi lấy khối lượng là 18 chia cho khối lượng phân tử của nó là 180 bằng 0,1. Vậy đây 0,1 nè, tính qua đây là bao nhiêu? Tỷ lệ 1:1 nha. Tỷ lệ 1:1 nè. Vậy sacarô cũng là 0,1. Và C là khối lượng sacarô là bằng số mol là 0,1 này nhân cho M lớn của nó là 342 nha. 342 thì nó bằng 34,2 gram. Chọn đáp án là C nha. Vậy câu 7 chọn C, ok chưa? Tiếp theo là câu số 8. Trong công nghiệp saccharose được sản xuất chủ yếu từ đâu? Trong công nghiệp thì saccharose được sản xuất chủ yếu từ cây mía nha. Chọn đáp án là D. Câu 9. Chất X có khối lượng phân tử là 342 gram trên mol. Và X là gì? X chính là saccharose. Chọn đáp án là C.
Câu số 10. Hợp chất chiếm thành phần chủ yếu trong đường mía có tên là. Hợp chất chiếm thành phần chủ yếu trong đường mía chính là saccharo. Chọn đáp án là C. Câu 11. Chất thuộc disaccharide. Disaccharide là gồm có manto, sacro, và chọn đáp án là B nha. Saccharo chính là disaccharide. Câu 11 chọn B. Câu 12. Saccharo và manto là thì saccharo và manto là đồng phân của nhau. Chọn đáp án là C. 12 chọn C. Câu 13. Một phân tử saccharo có một phân tử saccharo thì nó gồm có là một gốc alpha gluco và một gốc beta fructose, nhớ chưa? Vậy thì alpha gluco beta fructose nhớ nha. Và chọn nó là D, 13 chọn D nha. 13 chọn D. 14. Chất không tham gia phản trấn bạc là. Thì lưu ý là saccharo là không tham gia phản trấn bạc, còn lại là trấn bạc hết nè. B là methyl format, có R nha, methyl format là trấn bạc được. Gluco trấn bạc, fructose trấn bạc. Do đó thì chất không trấn bạc ở đây chính là saccharo. Chọn đáp án là A nha. Câu 15. Các chất có thể tham gia phản thủy phân là. Thủy phân. Đáp án A là gluco, saccharo. Saccharo thủy phân được, còn gluco thì không nha. Gluco, fructose là không. Loại đi. Vậy có gluco là sai. Vậy ở đây có đáp án A là sai này. Chất béo thủy phân được. Acetic acid canh thủy phân được không? Cái này không thủy phân được nha. Loại đi. Chất béo thủy phân được nhưng mà acetic acid là không à. Đáp án C. Saccharo thủy phân được. Ethanol là C2H5OH là không thủy phân được. Vậy loại C này. Vậy thì còn lại là D. Saccharo thủy phân tạo ra alpha gluco và beta fructose. Chất béo thủy phân tạo ra axit béo và glycerol. Vậy đáp án đúng ở đây chính là D nha. 15 chọn D. Và tiếp theo là câu 16. Câu 16 này. Chất X vào dung dịch này là chất X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng không thấy xảy ra phản ứng trấn gương, không thấy xảy ra phản ứng trấn gương. Và chất X là chất nào? X chính là saccharo rồi, bởi vì gluco là trấn gương này nè, fructose trấn gương được, acetaldehyde trấn gương được nha, acetaldehyde trấn gương được. Do đó thì đáp án đúng ở đây là D nha. Saccharo là không trấn gương được. Câu 17. Tính chất vật lý của saccharo là. Thì saccharo có tính chất vật lý là gì? Là chất rắn kết tinh không màu, có vị ngọt, dễ tan trong nước, tan nhiều trong nước nóng. Và đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Đáp án C nha. Tiếp theo là câu 18. Saccharo tham gia phản hóa học nào sau đây? Thì saccharo là nó tham gia phản hóa học, đó là tác dụng được với COOH 2 lần trong môi trường kiềm và phản thủy phân nha. Và chọn đáp án đúng ở đây chính là B, phản thủy phân. 18 chọn B. Câu 19. Saccharo có những ứng dụng trong thực tế là. Thì saccharo nó có ứng dụng, đó là nguyên liệu trong công nghiệp thực phẩm, làm thức ăn cho con người và dùng để pha chế thuốc. Nguyên liệu trong thực phẩm nè, thức ăn cho con người nè, pha chế thuốc nè. Chọn đáp án là A nha. 19 chọn A. Câu 20. Đường mía là loại đường nào sau đây? Đường mía chính là đường saccharo á. Chọn đáp án là D nha. 20 chọn D. Câu 21.
Thuốc thử nào sau đây để phân biệt dung dịch sacarô và gluco? Thì chúng ta lưu ý là sacarô và gluco thì nó sau đây nó không sacarô và gluco thì chúng ta lưu ý là sacarô không phân trắng bạc được nha, không trắng bạc được, do đó thì phân biệt nó bằng là dung dịch AgNO3 trong NH3. Đây chính là thuốc thử toluene nha. Vậy thì khi mà cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì chỉ có glucosa trắng bạc tạo ra cái tủ bạc, còn sacro thì không. Thì đó phân biệt được bằng cách là dùng dung dịch AgNO3 trong NH3. Chọn đáp án là C nha. Chọn C. Ok chưa? Chọn C. Câu 22. Chắc ít cho chắc ít vào dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng không thấy xảy ra phản trắng gương. Chắc ít là có thể là chắc nào trong các chất sau? Thì cái này chúng ta nó giống câu trên nè, và chọn đáp án là D. Chắc ít chính là saccharose. Chắc ít chính là saccharose, saccharose. Câu 23, saccharose và gluco đều có gì? Saccharose và gluco đều có gì đây? Đều có phấn thủy phân được không? Sai rồi, đây là axit rồi này. Đó, tại tiếng Anh đó. A phản với Na, dung dịch Na, AC là cái này là sai, không có nha, cả hai đều không. B phản thủy phân là chỉ có là sacro thủy phân, còn gluco là không nha, loại B luôn này. C, tác dụng của COOH hay là ở nhiệt độ thường tạo dịch màu xanh lam, cái này có này. Cả hai đều tác dụng được với COOH hay là ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam, và chọn đáp án là C. Còn D là phản với dung dịch AgNO3 trong là dung dịch trong dịch NH3 đun nóng thì cái này chỉ có gì, chỉ có gluco thôi, còn sacarô là không có, phải D là không phải rồi, loại D này. Câu 24, sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tan dần, theo thứ tự độ ngọt tan dần nha, gluco, fructose, sacarô. Vậy thì phần lý thuyết chúng ta đã chú ý rồi, vậy độ ngọt tan dần ở đây là thấp nhất lại ở à đây thấp nhất sẽ lại thấp nhất là chúng ta lưu ý này, thấp nhất là đường manto này, nó manto ở đây không có manto, rồi đến là gluco và đến là sacro và cuối cùng là fructo. Vậy đây thì có gluco này, fructo và sacro, và thứ tự chúng ta có này, gluco này thấy không, gluco thấy không, tới sacro và fructo. Vậy là đáp án đúng ở đây chính là gì đây? Đúng chính là A đúng không? A. Chọn A. Gluco, sacro và fructo. Thế là anh thấy đồ ngọt cao nhất là fructo thôi, đúng không? Cao nhất là fructo, chỉ có A đúng thôi. Thấy chưa? Máy này sai. Câu 25. Chất có độ ngọt lớn nhất là, chắc cái độ ngọt lớn nhất ở đây chính là fructose. Chọn nó là B. Và tiếp theo là câu 26, cho các dung dịch sau: sacarô, gluco, acetaldehyde, glycerol, methanol. Thì chúng ta lưu ý là sacarô công thức của nó là C12H22O11, gluco là C6H12O6, acetaldehyde là công thức là CH3OH, glycerol là C3H5OH 3 lần, methanol là CH3OH. Số lượng dung dịch có thể hòa tan được COOH 2 lần ở nhiệt độ thường nha. Ở nhiệt độ thường là bao nhiêu đây? Ở nhiệt độ thường thì có là sacarô này, gluco này, glycerol. Bao nhiêu thôi? Ba chất thôi nha. Sacarô này, gluco, glycerol. Còn lại là CH3OH là không được nha, bởi vì cái này không tác dụng được với COOH hai lần bất kỳ nhiệt độ nào, do cái này là aqueous đơn chất, loại đi. Còn acetaldehyde thì tác dụng được với COOH hai lần khi đun nóng, còn nhiệt độ thường là không xảy ra nha, phải có ba chất thôi, và chọn đáp án là D. Câu 27, cho các dung dịch sau:
formic acid nghĩa là nó là HCOOH, methyl formate thì công thức của nó là HCOOCH3. Saccharose biết rồi, gluco biết rồi, acetanhic thành người nó đây là CH3OH, glycerol là C3H5OH 3 lần, ethanol này, ethanol là C2H5OH là thuộc alcohol nha. Acetylene là C2H4. Fructose thì C6H2O6, cái này giống như glucose rồi, đúng không? Giống như glucose. Số dung dịch có thể tham gia phản ứng trơn gương nha. Trơn gương thì có gì? Đặc biệt là axit formic là có này. Formic axit có này, một này. Este mà có dạng HCOR đó, format đó, thì có này, đó là hai. Saccharose là không, gluco là có này. Acetanhic là có nhóm nhóm CHO nhóm chó là có rồi. Có nha. Glycerol là không, ethanol là không. Fructose là có này. Trong môi trường kiềm fructose nó chuyển thành là glucose. Trong môi trường kiềm thì fructose chuyển thành là glucose. Do đó thì nó có phản trơn gương nha. Vậy 1 2 3 4 5. Vậy đó là C nha. 27 chọn C. Câu 28. Cho giải chất gồm glucose này, fructose, triolein, methyl acrylate, saccharose, ethyl formate. Số chất trong giải tác dụng với dung dịch AgNO3. AgNO3 trong NH3 thu được cái tủa bạc. À, cái tủa bạc là cái tủa là silver đó, Ag đó, đấy chưa? Tên tiếng Anh là silver. Thì có gluco là một này, fructose là hai này, triolein là không có nha, methyl acrylate là cái này là không có rồi, saccharose là không, ethyl formate là có này. Do nó thuộc este là HCOR trắng bạc được nha, tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa bạc, lưu ý nha. Vậy có một chất, hai chất, ba chất, chọn đáp án là A nha. 28 chọn A. Tiếp theo là câu 29. Câu 29 này. Cho các phát biểu sau về carbohydrate. A. Gluco và sacro đều là chất rán của vị ngọt dễ tan trong nước. Cái này đúng là sai? Đúng rồi. Gluco và sacro đều là chất rán có vị ngọt, chất rán các tinh có vị ngọt dễ tan trong nước nè, đúng nè. B. Phát biểu B là trong dung dịch. Trong dung dịch thì gluco và sacro đều hòa tan được COOH 2 lần tạo phức màu xanh lam. Cái này đúng rồi, chính xác. Cụ thể là dung dịch màu xanh lam á. C. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm gluco và sacro trong môi trường axit. Axit tiếng Anh này đó. Chỉ thu được một loại monosaccharide duy nhất. Chúng ta lưu ý gluco là không thủy phân được. Do đó thì cái này sai nha. Cái này sai. D. Khi đun nóng gluco và fructose với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được cái tủa bạc, thu được bạc này, cái tủa đó. Thì cái này đúng chưa? Đúng. D đúng. A. Gluco và sacro đều tác dụng OH2. Xúc tác là Ni, đun nóng tạo sorbitol, này sai nha. Chỉ có là gluco á, gluco này, glu và fructose tác dụng OH2 nung niken nung nóng á thì tạo ra là sorbitol. Nhớ chưa? Sorbitol. Vậy cái này là sai nha. Vậy 1 đúng, 2 đúng, 3 đúng. Nó hỏi là số phát biểu đúng. Chọn đáp án là C. Câu 30. Để phân biệt sacro và gluco người ta dùng thì để phân biệt sacro và gluco thì người ta dùng dung dịch AgNO3 trong NH3. Chọn đáp án là C nha. Câu 31. Thông thường nước mía chứa 13% saccharose. Nếu tinh chế 1 tấn nước mía trên
với hiệu suất là 75%, hiệu suất 75% nha, thì lượng saccharo thu được là bao nhiêu? Đây, nước mía là chứa 13% saccharo nha, tinh chế 1 tấn, hiệu suất 75%, thì lượng saccharo là bao nhiêu? Vậy thì chúng ta có là khối lượng này, saccharo thu được bao nhiêu đây? 1 tấn là bằng 1.000, 1.000 gì? 1.000 kg. Ở đây đơn vị đáp án là kg này, đổi sang kg đi, 1.000 kg. Rồi nó chứa là 13% saccharo, rồi nhân cho 13%, và hiệu suất là 75%, và nhân cho 75%, bấm máy. 1.000 này nhân cho 13%, nhân cho 75%, thì ra một con số là 97,5. Các bạn, 97,5 kg, chọn đáp án là A nha. 31 chọn A. Câu 32, nước mía chiếm 70% khối lượng của cây mía, lượng saccharo trong nước mía ép là 20%, nước mía ép là 20% này. Khối lượng saccharo thu được từ 1 tấn nước mía nguyên liệu, thu được từ 1 tấn nước mía nguyên liệu cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%, lưu ý nha. Trước tiên á, thì chúng ta lưu ý là nước mía là chiếm 70%, 70% khối lượng cây mía. Và 1 tấn mía có như đây. Này, nước mía này, nước mía là nó chiếm 70% khối lượng cây mía, đúng chưa? Khối lượng cây mía. Và suy ra 1 tấn, 1 tấn, 1 tấn mía nha, để cho 1 tấn mía này có nhiều, có khối lượng nước mía là bằng khối lượng nè cây mía nhân cho 70%. Khối lượng cái mía đây là bao nhiêu? Là 1 tấn là 1.000. Ở đây đơn vị là kg nha. Đáp án là kg, nên chọn kg. 1.000 kg nhân 70% là 0,7, bằng 700 kg. Tiếp theo thì chúng ta tính cái lượng saccharose chiếm 20% này, đúng không? Trong nước mía, lượng saccharose chiếm 20%, chiếm 20% khối lượng nước mía, nhớ chưa? Trên này nhớ hay là suy ra cũng được, suy ra khối lượng saccharose theo lý thuyết bạn như đây, bằng khối lượng nước mía nhân cho 0,2 là 20% á, nhân 0,2 là bao nhiêu? 7 gì? Khối lượng nước mía là 700, 700 gram, à 700 kg, 700 nhân 0,2 thì bao nhiêu? 1.400, và đánh vô phải, từ phải qua trái một chữ số là bằng 140 kg, được chưa? Mà do hiệu suất bao nhiêu đây? Hiệu suất của mình là 80%, nhớ chưa? 80%, cho nên là khối lượng saccharo thực tế đây là lý thuyết thôi nè, còn khối lượng saccharo thực tế là bao nhiêu? Là bằng khối lượng lý thuyết là bằng 140 này nhân hiệu suất là nhân cho 80% là 0,8 á. Vậy lấy 140 nhân 0,8 thì nó bằng là 112, bằng 112 kg, chọn đáp án là A nha. 32 chọn A.
Tiếp theo là dạng số 2. Đây là dạng cuối cùng, có hai dạng thôi. Phấn thủy phân sắc caro và phấn trắng bạc. Phấn thủy phân sắc caro thì sắc caro thủy phân trong môi trường H cộng hoặc là enzyme thì nó tạo ra là alpha glucosa và beta fructosa. Và khi cho sản phẩm này trắng bạc thì tạo ra 4 AG nhớ chưa? 4 AG có nghĩa là mol bạc nó bằng là mol AG đó bằng 4 lần mol saccharo. Có nghĩa là cái lưới này saccharo tạo ra là 4 bạc nha, 4 AG nha. Vậy mol AG bằng 4 lần mol saccharo hay là mol saccharo bằng 1/4 mol AG. Chú ý này. Mol sắc bằng 1/4 mol AG. Nhớ nha. Câu 1. Thủy phân hoàn toàn 1 kg sắc caro thu được. Thủy phân 1 kg sắc caro nha. 1 kg là bằng ở đây là tính đơn vị là kg này, thấy không? Thấy chưa? Kg. Rồi bây giờ chúng ta có cái phản ứng ở đây. Saccharo là C12H22O11 nè. Thủy phân là tác dụng với nước. Xúc tác là H cộng nung nóng đi. Hay là enzyme cũng được. Tạo ra C6H12O6. Đây là glu nè. Cộng công thức cũng là C6H12O6 nè. Đây là fructose. Được chưa? Đó. Thì đây chúng ta có là mol fructose nè. Mol fructose bằng mol glu. Mol fructose bằng mol glu bằng như đây. Bao nhiêu? Bằng mol sắt luôn, đúng không? Bằng mol sắt tỷ lệ bằng nhau này, tỷ lệ 1:1. Mol sắt bằng như đây. Ở đây là kg nha. Thì đây mình đổi sang mol đi cho dễ, đổi sang gram đi. 1 kg bằng 1000 gram. Chia cho 342 ra mol nha. Nó khó cần đi, để đâu khó tính, khỏi đổi sang mol nha. Để y cái phần luôn. Để phân số luôn. Ở đây thì mình suy ra được là khối lượng nè. Khối lượng của glu bằng khối lượng của fructose bằng như đây. Bằng cái số mol của nó là 1000 chia cho 342. Và glu và fructose đều cả hai glu và fructose là đồng phân của nhau, khối lượng phân tử là đều là 180 đúng không? Nhân 180. Bấm máy thôi. 1000 chia cho 342 nhân 180 thì nó bằng là 526,315 làm tròn. Sắp xỉ là 526,315 kg. À, gam đúng không? Gam, cũng là gam. Giờ đây gam mà đúng không? Đây gam này. Đây là mol nè. Thì là gam. Đối số kg là chúng ta nghe chia mấy? Chia cho nghìn đi chứ. Chia nghìn ra bao nhiêu? Bằng 0,526. Làm tròn đi, 3 đi cho dễ đi. Chưa? Kg. Chọn đáp án là gì đây? C, một chọn C, ok chưa? Một chọn C nha. Rồi có một chọn C, câu số 2. Thủy phân hoàn toàn m gam saccharo thu được 36 gam gluco, giá trị của m bao nhiêu? Thì câu này chúng ta có phương trình hóa học là C12H22O11 này, thủy phân trong nước này. Xúc tác là H cộng nung nóng tạo ra C6H12O6 cộng tiếp với C6H12O6. Rồi. Tạo ra gluco và fructo có công thức phân tử giống nhau, đồng phân của nhau. Yêu cầu là tính khối lượng của saccharo mà số mol của gluco có chưa? Có đầu nè. Này là 36 chia 180 này, tính của đây là 36 chia 180. Và đơn giản rồi. Và khối lượng của saccharo luôn như đây. Số mol nó là 36 chia 180 nhân cho 342.
36 chia 180 nhân 3 tra nhân cho 342. 68,4 bằng 68,4 gram nha. Chọn đáp án là gì? C. Câu 2 chọn C. Câu 3. Thủy phân 513 gram sắc trong môi trường axit. Axit này có hiệu suất là 100% khối lượng sản phẩm thu được. Sản phẩm ở đây là gluco và fructo nha. Thì đây C12H22O11 thủy phân tạo ra glu cộng fructose được chưa? Thủy phân trong nước này xúc tác là H cộng nung nóng. Vậy thì cái mol glu và fructose nó đều bằng mol gì? Sacro luôn. Chúng ta có đây là mol glu này bằng mol fructose và bằng mol sacro. Và nó bằng 513 chia 342. Được không? Và C là khối lượng của hai thằng đó bao nhiêu đây? C là khối lượng của glu bằng khối lượng fructose bằng 513 chia 342 nhân cho 180. Bấm máy tính. 513 chia cho 342 nhân 180 ra 270 bằng 270, cả hai đều bằng 270 gram. Chọn đáp án là C nha. Ba chọn C. Câu 3 chọn C. Câu 4. Thủy phân hoàn toàn M gram sacro thu được 72 gram gluco, giá trị M bao nhiêu? Con này tương tự thôi. Làm nhanh luôn nè. Cái mol sacro á là bằng mol gluco bằng 72 chia 180. Và suy ra khối lượng sacro thì bằng là mol sacro là 72 chia 3 ra chia 180 và nhân cho mà lớn của nó là 342. Bấm máy tính. 72 chia 180 nhân 342 thì ra một con số là 136,8. 136,8. Chọn đáp án là A nha. 4 chọn A. Được chưa? 4 chọn A. Tiếp theo là câu số 5. Đêm sacro thủy phân trong môi trường axit. Axit đây này, đó. Tên tiếng Anh là axit nè. Thu được 72 gram gluco, khối lượng sacro đã tham gia thủy phân là bao nhiêu? Hiệu suất là 80% nha. Câu này giống như câu trây nhưng mà ở đây hiệu suất là 80%, khác một tí. Yêu cầu tính sacro đúng không? Vậy là cái mol sacro này là bao nhiêu? Bằng mol gluco. Gluco và nó bằng là 72 chia 180. Vì hiệu suất ở đây là 80% đúng chưa? Vậy C là khối lượng của sacro là bao nhiêu? Đã đem thủy phân. Đã thủy phân bằng như đây. Bằng mol sacro là 72 chia 180 nhân cho 342 và đem nhân cho hiệu suất là 80%. Và chắc sacro là chắc trước phản ứng. Do đó thì nó là quá khứ. Quá khứ thì nhân cho 100 chia cho hiệu suất là chia 80. Bấm máy tính. 72 chia cho 180 nha. Chia 180 này nhân cho 342 và nhân cho 100 chia cho 80, ok chưa? Bằng 171. Bằng 171 gram. Chọn đáp án là D nha. D. Câu 5 chọn D. Câu 6. Thủy phân hoàn toàn 150 gram dung dịch sacro 10,26% trong môi trường axit. Axit đây, bỏ cái này đi. Vì này, trong môi trường axit. Vừa đủ ta thu được dung dịch X cho X tác dụng hoàn toàn. Tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3
khối lượng AG thu được là bao nhiêu. Rồi cái này thì trước tiên chúng ta phải có được cái phản ứng là sắt rô này là C12H22O11 này, thủy phân nha, thủy phân trong nước này H cộng T độ này nó tạo ra là C6H12O6 là glu này, cộng tiếp cho C6H12O6 là Brook, đúng chưa? Ở đây chúng ta có công thức là đây có C phần trăm này không? Áp dụng công thức là C phần trăm bằng M chắc tan chia M dung dịch và nhân cho 100%. Thì đây mình tính được cái số mol chắc tan sẽ bằng gì? C phần trăm nhân M dung dịch chia 100% và nhớ là chia thêm cho M chắc tan, M lớn chắc tan nữa. Khối lượng mol đó. Rồi, ok chưa? Ở đây nó tác dụng tiếp, cái này tới hai đây nó hai cái chất nó tác dụng tiếp với dung dịch AgNO3 tạo cái tổ bạc. Thì ở đây chúng ta lưu ý là nó đây cái gluco tạo ra hai bạc này. Còn fructo cũng tạo ra hai bạc luôn. Rồi tóm lại là nó tạo ra bốn bạc. Và chúng ta lưu ý là mol saccharo á là tạo ra là saccharo này nó tạo ra là bốn bạc, vậy mol AG là mol bạc á là bằng 4 lần mol saccharo, nhớ chưa? Đó, nhớ công thức. Và chỉ cần tính được mol gì, mol ở đây tính được cái mol gì, mol saccharo là xong, thấy chưa? Tính mol saccharo là tính được mol bạc rồi. Và áp dụng công thức này vậy thì có được mol saccharo bằng như đây, C phần trăm là 10,26 nhân cho M dung dịch là 150 chia cho 100 này, M lớn của nó là của saccharo là 342. Rồi bỏ vô bấm 10,26 nhân 150 chia cho 100 nhân cho 342 thì nó ra là 0,045, 0,045 thay vào đây là 4 nhân 0,045 thì tính được khối lượng của AG là bằng 4 nhân 0,045 nhân mà lớn 108 nhân cho 4 nha, nhân 108 thì nó ra là 19,44 bằng 19,44 gram. Rồi chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án B nha, B. Tiếp theo là câu số 7. Câu số 7 này. Lấy mà gam saccharo đem thủy phân trong môi trường axit. Sau đó cho sản phẩm thủy phân trong môi trường trong dung dịch thủy phân vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 2,7 gam chất rắn. Chất rắn là chính là AG rồi. Trong bạc tạo ra AG được chưa? Giá trị của M bao nhiêu? M đây là saccharo. Vậy chúng ta lưu ý đó là saccharo thì tạo ra là 4 bạc nha. Do đó thì chúng ta có được là mol bạc này bằng 4 lần mol saccharo. Từ đây mình có được mol saccharo sẽ bằng là 1/4 mol AG. Mol AG cháu có chưa? Bằng 1/4 này, mol AG ở đây là 2,7. Và chia cho M lớn 108. Vậy tính được số mol chưa? Tôi đã tính được khối lượng của sắt là bằng 1/4 nhân 2,7 chia cho 108 và nhân cho 342. 1/4 là 0,25 nhân cho 2,7 chia 108 và nhân cho 342 thì nó ra một con số là 2,1375, nó bằng là 2,1375 gam. Chọn đáp án là C nha, C, ok chưa? C. Tiếp theo là câu số 8. Thủy phân 6,84 thủy phân 6,84 gam saccharo trong môi trường axit, hiệu suất phản ứng là 80%. Lưu ý cái này cho quay nha.
Thu được dung dịch X. X ở đây là gồm gluco và fructo. Cho X cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Thì đây là thuốc thử, chính là thuốc thử toluene này. Đun nóng thu được Mg Ag. Rồi bây giờ thì chúng ta có là sacro này. Sacro tạo ra là 4 Ag. Và chúng ta có là mol sacro là bằng 1/4. À, đây tính tính Ag đúng không? Vậy ở đây mình tính được là mol Ag sẽ bằng 4 lần mol sacro. Rồi, sacro có chưa? Là 6,48 6,84 chia cho 342, đây nhân 4 nữa nha. 4 lần mà. Rồi. Đây chính là mol của Ag thôi. Và nhân cho M lớn 108. Lưu ý hiệu suất là 80%. Ag là chất sau phản ứng, do đó thì nhân cho 80 chia 100. Rồi bấm máy tính. 4 nhân cho 6,84 nè. Chia cho 342 nhân 108 nhân 80 chia 100. Thì nó ra là 6,912. Nó bằng là 6,912 gram. Đúng chưa? 6,912 gram. Chọn đáp án là gì? 6,912 chọn đáp án là A nha. Câu 8 chọn A, ok chưa? Câu 9, muốn có 2610 gram gluco thì lượng sacro cần đem thủy phân là bao nhiêu? Lượng sacro cần đem thủy phân là bao nhiêu nha? Đây đây. Vậy thì chúng ta có là mol sacro thì bằng mol gluco chưa? Vậy đây là mol sacro này bằng mol gluco và nó bằng 2610 này. 2610 chia 180 thì suy ra khối lượng của sacro sẽ bằng là 2610 chia cho 180 và nhân cho 342. Bấm máy nha. 2610 này chia 180 nhân cho 342 thì ra một con số là 4959. 4959 gram. Chọn đáp án là C. Ok chưa? Rồi tiếp theo là câu số 10. Thủy phân hoàn toàn 3,42 gram sacro trong môi trường axit. Thu được dung dịch X cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được Mg Ag, giá trị mà bao nhiêu? Câu này cũng bình thường thôi, giống câu trên thì chưa. Vậy chúng ta có được cái khối lượng của Ag thì bằng mol Ag là bao nhiêu? Mol Ag là 4 lần mol sacro. Đúng rồi. Nhân cho M lớn 180 này, 108 là M lớn của Ag ở 108, khối lượng nguyên tử á. Và nhân hiệu suất ở đây hiệu suất có không? Hiệu suất không có là thôi. Hiệu suất không có hiệu suất một suất đạt 100% rồi. Bằng 4 nhân cho 3,42 này chia 342 và nhân cho 108. Rồi. 4 nhân cho 3,42 chia cho 342 nhân 108 thì nó bằng là 4,32. Bằng 4,32 gram, chọn đáp án là C. C đúng chưa? Nó là C. Và câu cuối cùng là câu 11. Cho 50 gram hỗn hợp X gồm gluco và sacro vào lượng nước, vào nước thu được dung dịch Y, dung dịch Y làm mất màu vừa đủ 160 gram dung dịch Br, bromide á, bromide là Br2 á,
20% khối lượng của sacro trong hỗn hợp X là bao nhiêu? Thì đây hai chất này á là gluco sacro thì chỉ có gluco tác dụng được với BR2 thôi, còn sacro không có nha. Và đây chúng ta có nè, mol gluco á là nó bằng là mol BR2, được chưa? Do gluco ở dòng mạch thở nó có là nhóm COO này tác dụng được với BR2, tỷ lệ 1:1 nha, nhớ nghe nha. Vậy mol gluco bằng mol BR2 thì nó bằng là công thức là C phần trăm này bằng m chất tan chia m dung dịch nhân cho 100%, thì tính mol chất tan là bằng C phần trăm là bao nhiêu? 20 này, nhân m dung dịch là nhân cho 160 này, chia cho 100 và nhân cho m lớn của nó là 160. BR là 80 nhân 260, rút gọn đi là còn 20 chia 100 là 0,2. Thì đây mình tính được khối lượng của glu là bằng 0,2 nhân cho m lớn 180 là bằng 36 gram. Đây là mol nha, đây là gram. Khối lượng gluco là 36 gram, yêu cầu tính phần trăm khối lượng sacro thì đơn giản rồi, khối lượng hỗn hợp qua đầu đúng không? Và suy ra khối lượng của sacro là bằng 50 trừ đi khối lượng gluco là 36 là bằng 14 gram. Vậy phần trăm của ai? Phần trăm khối lượng của sacro là bằng khối lượng của sacro là 14 chia khối lượng hỗn hợp là 50 này nhân 100%, rồi bấm máy. 14 chia cho 50 nhân 100 thì nó ra là 28 bằng 28%, và chọn đáp án đúng là B nha. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.